uống chút nước cam đi con. Dạ. Bác xin lỗi con. Những chuyện trước đây bác đã làm với con cũng vì bác lo cho thằng Nhân. Bác thấy nó thay đổi và có nguy cơ mất hết tất cả, bác mới can thiệp và có lời lẽ không hay với con. Con có thể hiểu cho hành động của bác không con? Con hiểu mà. Con biết là bác làm tất cả những chuyện đó chỉ vì anh Nhân thôi, chứ không phải vì bác ghét con. Người mẹ nào cũng có bản năng bảo vệ con mình mà. Con thấy bác nói cũng đúng, nên con mới bỏ đi. Con à, bây giờ con đừng tự suy nghĩ và có hành động bộc phát nữa. Hãy bình tĩnh, nghe theo mọi sự sắp đặt của thằng Nhân đi. Bác cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Dạ con biết rồi. Con sẽ không để cho bác và anh Nhân bận tâm nữa đâu. Hương à, bác vẫn có chuyện muốn hỏi con. Con có thể thẳng thắn chia sẻ với bác không? Dạ bác cứ nói ạ. Bác muốn biết tại sao con biết Hoàng Anh. Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Mai vô trong nằm nghỉ. Dạ. Anh đi với chị Hoàng Anh có điều gì mới không? Cũng là chuyện riêng thôi mà. Anh với Hoàng Anh đã nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ tụi anh chỉ coi nhau như là bạn tốt. Anh Nhân à, tình cảm mà em dành cho anh là thật lòng. Nhưng mà em muốn mình tạm xa nhau một thời gian. Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Sao tự nhiên em lại đề nghị như vậy? Vì em sợ tình cảm của chúng ta chỉ là cảm xúc bất chợt, như những gì anh đã từng nói với em. Tình cảm của chúng ta
Chỉ là anh thương hại em. Còn em thì đang cần sự thương hại đó. Em không muốn như vậy. Hương à, tình cảm anh dành cho em không phải là sự thương hại, đó là cảm xúc thật sự của anh. Em không nhớ kỷ niệm của chúng ta sao? Bao nhiêu lần đứng trước mặt em, anh đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Em không tin anh sao? Không phải là em không tin anh, chỉ là em đang hoang mang lắm. Anh và chị Hoàng Anh đang là người yêu của nhau, không lẽ những cảm xúc đó là không có sao? Có khi em chỉ là cảm giác lạ thôi. Em đang nghĩ mọi chuyện đi đâu vậy Hương? Giữa anh và Hoàng Anh là một mối lương duyên đã được sắp đặt. Cảm xúc của anh với Hoàng Anh và với em hoàn toàn không giống nhau. Em có biết không? Chính nhờ cảm xúc mà anh đã dành cho em đã giúp anh nhận ra được đâu mới là yêu thực sự. Với Hoàng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động đó. Được nghe những lời anh nói, em vui lắm. Nhưng mà mình tạm thời xa nhau đi anh. Em muốn bình tâm để suy nghĩ lại mọi chuyện. Được rồi, nếu như em đã nói vậy thì em chấp nhận hết. Nhưng có một điều, anh muốn em thực sự tin tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Em cảm ơn anh. Em hãy yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi nha. Ở đây đẹp quá. Em đi xem một vòng nha anh. Mấy ngày nay phiền tới hai người rồi. Bác Nhân, em nói thiệt, nhìn cảnh ở đây em cũng ham ở lại lâu lắm. Nhưng mà thực tế đau buồn cho thấy em còn rất là nhiều chuyện ở Sài Gòn phải làm, không có tâm trạng để mà nghỉ dưỡng đâu. Tôi cũng vậy đó. Công việc tôn đồng của hai người là gì? Một đống luôn á. Nào là theo dõi tiến triển của các bệnh nhân của khoa, em nắm hơn phân nửa bệnh viện rồi. Rồi còn đi trực nữa. Không trực, mai mốt phải trực bù đó. Việc theo dõi bệnh nhân anh sẽ làm giùm em. Cảm ơn bác. Nhưng còn trực ca thì sao? Anh cũng sẽ lo chuyện đó luôn. Vậy thì ok rồi. Còn tôi thì sao?
Tôi cũng còn một đống công việc mà không có ai phụ nữa. Tôi có nói là không giúp cậu đâu. Được rồi, việc của cậu tôi sẽ lo hết. Yeah. Nhưng mà bây giờ cậu đâu còn làm ở bệnh viện Minh Tâm nữa, sao giúp được tụi tôi? Tôi sẽ có cách của tôi, đừng có lo. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy thì chúng ta yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng này thôi. Nhờ hai người lên đây chăm sóc Hương, chứ không phải là lên đây nghỉ dưỡng đâu. Em biết rồi. Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Hương thật tốt mà. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy? Không có gì đâu. Anh đã làm theo yêu cầu của em rồi, cho nên em cũng phải làm theo yêu cầu của anh. Ăn uống, nghỉ ngơi cho thật tốt biết không? Ừ. Thôi về đây. Lại làm phiền tới hai người nữa rồi. Không sao mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Thật ra Hương có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nếu như hai người có chuyện bận ở Sài Gòn thì có thể về giải quyết đi. Không có đâu, Hương suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Cứ nghĩ đơn giản là cả ba chúng ta cùng nhau đi nghỉ dưỡng đi, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không? Coi như là ba chúng ta đi nghỉ dưỡng đi ha. Đi thôi. Ở đây đúng là đẹp quá, không khí rất là trong lành. Ừ, anh Nhân lúc nào cũng chu đáo hết, chọn cho chúng ta một nơi đẹp như vậy. Hương nè, bộ Hương còn có điều gì băn khoăn sao? Tôi cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Một mớ hỗn độn ở trong đầu tôi. Nghĩ lại chuyện của ba người thật là trớ trêu. Trước khi Hương xuất hiện, Hoàng Anh và Thành Nhân là một cặp đôi tuyệt vời. Đặc biệt là ai cũng đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng Anh dành cho Thành Nhân. Hương thấy chị Hoàng Anh mạnh mẽ như vậy thôi, chứ chị ấy cũng là con gái mà, yếu lòng lắm. Nhất là đối với bác Nhân, chị luôn lo lắng và hy sinh hết mình. Nhưng chắc tại cái tính hay lo mà chị khiến cho bác Nhân không cảm nhận được điều đó. Tôi thấy như vậy cũng tội cho chị. Nhưng mà chuyện tình cảm thì ai biết trước được. Lý lẽ nó nằm ở con tim mình thôi, không có ai là sai hay đúng trong chuyện này cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi sự tồn tại của bản thân mình có cần thiết hay không. Những gì tôi làm có thật sự đúng không? Sự tồn tại này có đáng giá không, hay chỉ là một trò đùa của số phận? Tôi không biết câu trả lời nào cho bản thân mình là chính xác. Hương nghĩ nhiều quá vậy. Chúng ta tới đây á là để tâm trạng và đầu óc thoải mái. Hương cứ tận hưởng đi, biết đâu khi đầu óc thoải mái rồi, Hương sẽ tìm được câu trả lời chính xác cho mình. Nghĩ nhiều chỉ thêm rắc rối mà thôi. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa mà.
Dạ, con cảm ơn bác. Bác à, anh Thành Nhân, anh có nói là khi nào anh đi Đà Lạt về không bác? À, nó nói sẽ đi về trong ngày. Bác à, bác cũng thấy chuyện đi Đà Lạt của Hương là nên làm hả? Bác nghĩ kỹ rồi. Bây giờ mọi chuyện cứ theo ý thằng Nhân đi. Bác không xen vô nữa. Dạ. Coi như là ông trời sắp đặt như vậy, chúng ta cũng không thể làm khác được. Bác không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa. Thưa má con mới về. Em cũng ở đây nữa hả? Đâu qua chơi với má, mọi chuyện ổn không con? Con có ăn gì chưa? Để má lấy thêm chén nha. Dạ. Con cảm ơn. Hai con nói chuyện đi, má ăn no rồi. Anh đi đường xa có mệt lắm không? Anh không mệt. Cảm ơn em đã ghé chơi với má. Em cũng thích như vậy mà. Mà em nghe nói ý định đi nghỉ Đà Lạt là của Hương phải không anh? Ừ. Anh cần suy nghĩ lại mọi chuyện. Dạ em nghĩ anh cũng nên như vậy. Cũng phải có thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào khác. Anh đã có những quyết định riêng của mình. Em biết, chuyện tình cảm khó nói lắm. Giống như em với anh, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy vẫn không đi đến đâu cả. Huống hồ gì anh với Hương chỉ mới gần đây thôi. Em chỉ lo chính cái tình cảm bồng bột đó sẽ không bền anh à. Chuyện của anh và em nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả là bởi vì tình cảm. Vào đi. Hoàng Anh, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Quân vậy ta Lan tự nhiên lại được điều động chăm sóc cho Hương. Ai cũng biết chủ ý này là của bác sĩ Thành Nhân, nhưng mà anh ta không còn là người của bệnh viện chúng ta. Em chịu thư ý của anh ta rồi điều động người đi, rồi lại phân công người khác làm thay tất cả công việc của hai người đó. Như vậy không phải là hơi quá sao? Biết là chuyện này cũng không đáng gì, nhưng những người không hiểu chuyện, người ta lại nói em là quá ưu ái cho Thành Nhân rồi. Trong khi nhìn cách anh ta đối xử với em đi, tại sao em lại phải hy sinh như vậy? Dù em có làm gì đi nữa, Thành Nhân cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới em đâu. Có như thế nào?
thì chuyện này cũng không liên quan đến anh. Nếu như không có chuyện gì khác thì mời anh đi cho. Sao lại không liên quan tới anh? Chuyện gì liên quan tới em thì cũng liên quan tới anh. Em là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải lo cho em. Anh vừa nói cái gì đó? Ý anh là em đối với người khác không quan trọng, nhưng đối với anh, em là người vô cùng quan trọng. Anh sẽ luôn chờ đợi em. Đủ rồi, tôi nói cho anh biết, dù anh Nhân có đối xử tệ bạc với tôi như thế nào, nhưng ngoài anh ấy ra tôi sẽ chẳng chọn ai nữa. Còn anh hả? Anh xứng sao? Bớt mơ mộng lại đi. Còn bây giờ, anh hãy quay về đúng vị trí của anh đi. Đừng có mơ tưởng có thể thay thế được anh Nhân. Nè, anh ăn miếng đi. Đây. Ngon quá. Cảm ơn em nha. Chính rồi đó. Thơm quá. Hai người cứ nướng thịt đi nha, Hương đi vào một chút. Hương đi gần đây thôi nha. Anh thấy Hương dạo này sao rồi? Mấy ngày nay huyết áp tốt, các chỉ số khác cũng tốt luôn. Sắc mặt thì hồng hào, chứng tỏ dinh dưỡng tốt. Xương khớp thì... Trời ơi, em có hỏi anh về chuyên môn đâu, em hỏi anh về tâm bệnh mà. Tâm bệnh? Trời ơi, Hương có tâm bệnh hả? Trời đất ơi, anh Nhân cho anh lên đây là một sai lầm. Anh không biết Hương đang lo lắng rất là nhiều chuyện sao? Thể chất của cô ấy thì tốt rồi, nhưng tâm lý thì em thấy không được tốt lắm đó. Nhưng mà đó là mấy ngày trước, còn mấy ngày nay em nhìn thấy Hương cũng đỡ hơn nhiều rồi. Như vậy thì tốt quá rồi, em lo lắng làm gì nữa? Chắc tại là em lo quá thôi. Hey, chính rồi nè, hấp dẫn quá. Thấy chưa? Anh ra tay nướng mà. Đồ ăn ăn được rồi đó, anh cứ Hương là đang ăn đi. Hương ơi, Hương kỳ vậy ta, đâu mất tiêu rồi? Ủa, Hương ơi, Hương ơi. Ủa kỳ vậy? Thịt chín rồi nè Hương ơi, về ăn Hương ơi.
Hồi nãy tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi mà. Chết rồi, cô ấy đi đâu rồi? Hay là bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm đi. Hương ơi! Hương ơi Hương! Hương ơi Hương! Hương! Hương ơi Hương! Hương ơi Hương! Hoàng Anh tốt bụng trở nên xấu xa. Vì mình mà anh Thành Nhân phải trả giá nhiều thứ. Vì mình mà mọi người bị liên lụy. Mình là gì chứ? Làm khổ mọi người thôi. Tìm được Hương chưa? Chưa. Anh có tìm thấy Hương không? Anh cũng chưa tìm thấy nữa. Giờ không biết sao nữa. Hay là Hương đi lạc vào khu nghỉ dưỡng thì sao? Mình đi vào đó tìm thử đi. Ừ, dọn đồ đi.
Anh quản lý à, anh có thấy người bạn đi chung với chúng tôi về đây chưa? Dạ em không thấy. Cảm ơn anh. Dạ, dạ chào anh chị. Cảm ơn anh. Dạ. Trời, Hương đi đâu được bây giờ? Anh cũng có biết đâu. Em đâu có hỏi anh. Em vừa mới hỏi anh đó. Mệt quá, cũng tại anh không đó. Ủa, anh làm gì? Anh lo nướng thịt, lo ăn không à. Anh không để ý gì tới Hương hết. Anh là bác sĩ mà như vậy á hả? Anh ăn không, chứ em không có ăn chắc. Mà em là y tá thân cận của Hương, mà lại sơ suất như vậy, tất cả là lỗi tại em đó. Anh thì có. Em á. Anh đó. Em á. Anh đó. Anh không có chịu nhường em gì hết đó. Thôi, hai đứa đứng ở đây cãi giả như vậy hoài không phải là cách đâu. Mình phải tìm cách mới được. À, anh làm cái gì vậy? Anh phải báo tình hình cho thằng Nhân biết, cho nó biết càng sớm càng tốt, nếu không là nguy đó. Alo, bác sĩ Thành Nhân ơi, chúng tôi đi picnic với Hương, để cho Hương bị lạc rồi. Tới giờ vẫn chưa tìm được cô ấy nữa. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Lan! Lan ơi! Anh Nhân! Lan! Lan! Bác sĩ Thành Nhân! Đây là chỗ Hương mất tích sao? Dạ, em xin lỗi do bất cẩn không chăm sóc kỹ cho cô ấy. Thể trạng của Hương tuy đã khỏe lại, nhưng mà tâm trạng của cổ vẫn chưa hồi phục được, nhất là trong giai đoạn này. Khổ thiệt đó, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ chăm sóc bệnh nhân kiểu này bao giờ hết đó. Đừng có nói nữa, chị Nhân tìm cổ đi. Ừ. Hương! Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi Hương! Hương ơi! Hương ơi Hương! Hương ơi! Hương! Hương ơi Hương!
Trình báo công an đi, có thêm nhiều người tìm kiếm sẽ tốt hơn. Rồi, vậy thì báo công an. Ừ. Em biết sao không? Em đi đâu vậy? Anh Nhân. Em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không? Em xin lỗi. Chỉ là em vừa đi vừa suy nghĩ nhiều chuyện quá. Đến lúc nhận ra thì em không biết là mình đang ở đâu nữa. Em xin lỗi. Không sao đâu. Em đừng lo nữa. Anh, em có lỗi với mọi người. Em có lỗi với chị Quang Anh nhiều lắm. Em biết tình cảm của em là sai, là nguyên nhân khiến cho mọi người đau khổ. Nhưng mà em suy nghĩ cả ngàn lần, em không thể nào sống thiếu anh được. Mang duyên phận con gái theo chồng, đôi má hồng môi đỏ ngây thơ bước theo chồng làm cô dâu mới. Duyên kiếp nào cho em gặp anh trong thân phận con gái chưa chồng. Em bây giờ đã lỡ thương anh, chót thương nhau rồi chỉ mong ta có đôi. Những tháng ngày đôi ta gần nhau, anh cho em một hạnh phúc yên bình. Em bất ngờ biết mình đã sang sông, để bây giờ đứng giữa hai lối đi. Duyên số trời đã cho ta gặp nhau.